Dạ, xin chào cô chú anh chị em trở lại kênh Tú Trần Bonsai và Làm Vườn ha. Thì hôm nay mình sẽ cắt xử lý một số cây phôi để mình quay chia sẻ anh chị xem tham khảo chơi ha. Và hôm nay mình cũng sẽ cắt cái cây 46 hoành, cái tàn rất là đẹp anh chị. Tuy nhiên thì nó có tay cành 1, 2, 3 thấy khá là chuẩn cho nên mình quyết định là mình sẽ cắt cây này luôn. Thì do công việc cũng lung tung anh chị cho nên mình không có quay chia sẻ cái lô này, mình cắt xử lý để chia sẻ anh chị ha. Thì cái lô này mình đang làm để giao lưu anh chị, thì mình sẽ làm chi tiết từng cây ha, sẽ đo hoành và báo giá trực tiếp từng cây để anh chị yêu thích cái kênh mình á thì sẽ giao lưu với anh chị ha. Một số cây phôi cái dáng rất là đẹp nè, thì cái giá tầm 1 triệu tới 3 triệu, 3,5 triệu, 1-2 cây 3,5 triệu anh chị, còn đa số là 1 triệu, 2 triệu, 2 triệu ngoài. Thì mình sẽ quay chi tiết ha. Còn bây giờ mình sẽ chia sẻ cái cắt xử lý một số cây này, anh chị xem tham khảo chơi ha. Giờ thì như cái cây mình chia sẻ ha, thì muốn cắt một cái cây mình sẽ xác định cái mặt tiền trước như thế nào. Thì cây này mình đã xác định là cái mặt tiền phía bên đây, giờ mình sẽ để cân cái dáng cây để cho nó chuẩn mình mới cắt được chị ha. Thì cây này nếu mình cắt ngay đây ra một cây đẹp nè. Trước tiên mình sẽ gỡ một cái cành dư này trước nè. Cây này còn một cái cách chơi nữa, ví dụ như anh chị thích cái phong cao thì anh chị có thể lấy cái cành này, cành trên đây để mình đánh những cái cành lạ anh chị ha. Thì nó mình nhìn vô cái nét thân nè, thì lên đây thì mình sẽ tạo cái điểm nhấn của những cái cành, thì nó cũng có cái cách chơi. Hoặc là anh chị có thể cắt chỉnh để mình nối lại ha. Ví dụ như cái cành này nó nằm đây thì nó nằm ngay cái cành âm rồi nè, thì nếu mình cắt ngay đây thì mình sẽ đóng lại lấy cành mới ngay đây và bỏ cành này, lấy cành hai phía sau ha, và dẫn ngọn tiếp. Còn trên đây thì có thể mình chơi phong cách hay gì đó, thì bây giờ mình dịch sơ trên đây trước anh chị ha. Nếu đây là cái cành âm có thể mình bỏ luôn, nhưng mà cũng gợi ý tưởng cho chị để cây này mình giao lưu anh chị luôn ha. Thì mình sẽ đục sẹo những cái này cho nó nét cây. Thì đây là một cái cành nhỏ, thì có thể anh chị chơi một cái cây mà nó 2-3 màu á, thì cái cây này là cái cây để anh chị có thể chơi nó lạ. Thì ở trên đây mình ghép một giống, trên đây một giống, trên đây một giống anh chị. Thì khi mà cái cây có những cái cành riêng biệt mà lớn á, thì anh chị có thể ghép những cái giống khác nhau thì nó sẽ phát triển mạnh. Ví dụ như ở đây là mình ghép cái giống hoa màu vàng, và trên đây thì mình ghép bạch mai hay là ngọc mai hay là những cái giống màu cam màu này kia anh chị, thì nó sẽ đẹp hơn. Hoặc là ở đây anh chị ghép ngọc mai, còn dưới này là anh chị ghép cúc thọ hương thì nó phát triển mạnh, thì ở đây nó vẫn phát triển. Cho nên mình sẽ ghép nhiều màu trên cái cây này để mình chơi, và khi mà lật lá ra anh chị sẽ thấy được cái đường thân và tạo cái điểm nhấn trên những cái cành này, đánh lả nè ha. Và ghép nhiều màu thì nó sẽ ra một cái cây phong cách lạ để anh chị chơi. Thì mình vừa cắt và giải thích để anh chị có cái cách chơi để anh chị có những cái cây như thế này ha. Còn cây này nếu mình cắt chuẩn thì mình cắt xuống đây thì nó ra cây đẹp. Tuy nhiên mình sẽ lấy tay cành lại, thì cây này mình thấy nó cũng hay hay, mình chơi nó lạ anh chị ha. Rồi tiếp theo cây bên đây. Mình sẽ moi cái bộ rễ ra, coi nó những cái rễ này nó đi như thế nào, thì mình mới xác định được cái dáng cây để mình cắt anh chị ha.
Rồi sau khi mình cân đế thì mình sẽ tính cái cây này. Thì cây này mình cũng có thể chơi 1, 2, 3. Còn nếu mình chơi tự nhiên nó thì cái cây này mau chơi, mình ghép là nó mau thành phẩm thì mình để nguyên cái dàn tàn này luôn, thì mình sẽ chơi nó mau đầy anh chị. Thì trước tiên mình giật trước ha. Rồi nếu chị mà muốn chơi mau á thì như thế này, thì mình sẽ đóng đầu vô là mình đã thành phẩm rồi. Tuy nhiên cái đường thân cây này mình thấy khá là đẹp cho nên mình sẽ cắt xử lý cho nó đạt cho chị ha. Rồi cái cây này ha, thì cái lâu này cái giọng lắc rất là đẹp anh chị. Những cây mình có thể cắt lấy nhịp 1, 2, 3 rất là đẹp ha. Tuy nhiên thì như cái cây này mình xét thì nó có cái sẹo nè. Thì những cây này thì mình nuôi sẹo nó hơi lâu, cho nên mình sẽ xác định cái đường nào mình cắt là mau chơi thì mình sẽ xử lý. Thì cây này mình chơi cũng ưu tiên thiên nhiên ha. Có những cái cây mà mình binh á, thì cành nhánh nó nằm không chuẩn, thì anh chị tính cái đường nào để mau chơi và cái cây nó nhìn nó thoáng cây nó sạch là được anh chị. Cho nên như cái cây này mình cắt thì mình để cái phong hơi cao để mình ghép mau chơi và cây mình nhìn thấy nó thông thoáng anh chị ha. Rồi tiếp theo mình xử lý cây này anh chị ha. Thì cái cây này nó có cái dáng đẹp ha, cho nên mình đã xét cái bộ đế rồi. Thì cây này, cái bộ đế này mình sẽ chạy ra nó sẽ bấu xuống vậy anh chị. Thì mình sẽ cho nó chơi, mình chơi cái dáng là bay hoặc là đổ bay hoặc là đổ luôn cũng được anh chị. Thì cây này mình sẽ ấp xuống anh chị xem ha. Thì như cây này nếu mình chơi cây, mình trồng xuống bồn mình chơi lâu dài thì có thể mình lấy đây là cái nóc, mình đánh trở lại, đánh cành hồi về luôn. Và cái ngọn này mình cắt dịch ngay đây để mình đánh ra cái ngọn bay luôn chị, bay xa luôn ha. Thì sau này là một cây bay lớn thì cũng chơi được. Hoặc là có thể anh chị chơi một cái cây đổ treo hoặc là đổ bay ha. Thì cây này đổ xuống đây mình bay bay thấp xuống đây, hoặc là cây đổ luôn cũng được. Nếu mình cắt ngay đây ha, dẫn ngọn xuống đây thì sau này cũng ra một cây dáng đổ đẹp anh chị. Và nếu mình lấy cái ngọn đổ, cái ngọn đổ ở đây thì mình sẽ lấy cái nóc ngay đây, cái nóc lên và
cành hồi về đây thì nó sẽ ra cây đổ đẹp anh chị. Cho nên cây này có hai đường bên ha. Thì trước tiên mình sẽ bên cái đường cây dáng bay trước để giao lưu anh chị, thích chơi dáng nào thì anh chị chơi ha. Rồi, như vậy là mình đã cắt xong ha. Thì như cây này mình phân tích anh chị ạ. Nếu mình chơi cây bay thì sau này nó là một cái cây cũng khá lớn ha. Tổng chiều dài của nó từ cái đế tới cái nóc nè là nó khoảng 30, hơn 30 anh chị ha, 35 á. Thì anh chị thấy cái đường thân lắc rất là đẹp ha. Thì từ đây ra đây anh chị sẽ thấy nó bị đơ nè. Thì nếu mình nhìn thấy hiện tại thì nó bị đơ ha. Nhưng mà nếu mình định hướng cây bay lâu dài thì đây là một cây bay sau này mình đánh cái ngọn ra xa bên đây. Cho nên mình sẽ để cái nhịp này nó hơi dài để mình phóng cho nó dài ra anh chị. Thì khi mà ở đây anh chị nói ngọn thì anh chị sẽ lắc qua đây. Và anh chị có thể gùng lại một xíu để anh chị phóng tới. Thì nó sau này nó sẽ có cái điểm nhấn ở đây. Cho nên đôi khi những cái cây mình thấy đơ mà mình phải định hướng là 3 năm, 5, 5 năm, 7 năm sau thì nó như thế nào. Thì khi mà thành phẩm thì nó mới đẹp anh chị ha. Còn bây giờ nếu mình cắt chẩn mình thấy đẹp thì sau này khi mà thành phẩm thì bây giờ nếu cái nhịp này mình lắc tới đây mình cắt thì mình gùng vài nhịp nữa thì nó sẽ ra cây bay rất là ngắn. Cho nên mỗi một cái cây cắt thì mình cũng có cái ý tưởng trong đó anh chị ha. Giờ đây là từ trên nhìn xuống nè. Thì cây này có hai đường chơi ha, một là để cái dáng bay này, hai là mình cắt ngay đây ha, để mình nối nhịp, mình đánh cái ngọn xuống đổ luôn cũng được anh chị ha, cây này khá là hay nè. Rồi, tiếp theo mình sẽ cắt cái cây lớn này anh chị ha, cái cây 46 hoành. Thì cái cây này mình thấy cái hoa nâng cánh, nó nở cái cánh khá là lớn à. Cánh vàng, màu vàng ha. Tuy nhiên thì mình thấy cái đường thân nó mình cắt rất là đẹp cho nên mình quyết định là mình cắt cái cây bonsai luôn chị ha. Thì đây là cái cây để mình quay tổng thể cái cây để anh chị thấy nè. Thì cây này phía bên đây mình chọn mặt tiền là phía bên đây anh chị. Thì ngay cái chỗ này anh chị sẽ thấy cái lưng này nó hơi gò vô mắt mình xíu nè, mình thấy nó hơi cộm á. Cắt cái cành này trước các bạn, cắt chè dư ra ngoài này. Để mình gỡ cái cành này trước để thoáng ra ha. Cắt này
để cho anh chị thấy cái đường thân trước ha. Rồi thì mình thấy cái đường thân nè, thì anh chị thấy cái co này nó lắc hởm vô ha, mình thấy nó có chiều sâu. Tuy nhiên thì cái lưng này nó hơi cộm nè, thì sau này nếu mà lớn lên nó sẽ cộm lên nữa, cho nên cái chỗ này mình thấy nó hơi sốn mắt chút. Và trở về phía bên đây, phía bên đây thì nó có cái chiều sâu, anh chị thấy ha, cái đế nè, đế cũng đều nè, và đây nó có cái chiều sâu, nhưng mà cái chỗ cành ba này nó bị chổi vào mặt tiền, mình sẽ thấy nó cộm nhiều hơn. Thì khi mà cái cây thành phẩm thì anh chị nhìn tầm này ha, thì thấy nó cũng được nè, nhưng mà nó hơi đá về phía bên mình và nó không có cái cành ba, cho nên mình xác định lại là mình lấy mặt tiền bên đây ha. Rồi thì mình sẽ tiến hành cắt để anh chị xem tham khảo ha. Cây này cái tàn cũng rất lớn, mình lưỡng lự giữa để tàn rễ nuôi mau lớn và cắt cây bonsai, thì mình đã quyết định mình cắt cây bonsai. Cây này rễ lá cũng lớn anh chị ha. Rồi sau khi mình rút cành cho thông thoáng anh chị, để mình xác định chuẩn cái cành để mình cắt anh chị ha, thì đây là hai cái cành này để mình có những cái ý tưởng hay nè. Thì ví dụ như anh chị sẽ lấy đây là cái cành một, thì nó đá lên anh chị thấy ha. Thì tuy nhiên cái cành này nếu mà anh chị lấy, anh chị bẻ cái quai nhạo sâu xuống đi ra, thì sau này khi mà cái cốt cành nó bằng cổ chân ha, thì cái quai nhạo này anh chị nhìn thấy nó rất là đẹp. Thì những cái cành mà đưa lên thì mình lên cao thì mình sẽ đánh quai nhạo nhiều, nó đẹp anh chị ha. Còn cái cành này nó nằm ngang thì anh chị sẽ đánh quai nhạo xuống thì nó quá sâu, nhìn thấy nó không có đẹp, mình chỉ đánh ngang ngang thôi. Thì đây là hai cái cách để lựa chọn. Thì nếu mình chọn đây là cái cành 1, thì bên đây là cái cành phong, là cái cành số 2. Ở đây, nó nằm ngay đây là đúng cái vị trí anh chị, ngay điểm dương luôn ha. Thì anh chị thấy cái cành này nó hơi nhỏ, nhưng mà nếu mình bỏ cái cành trên đây thì nó sẽ phát triển, cành này sau này nó sẽ lớn nè. Và qua bên đây là cái cành số 3. Số 3 này mình sẽ đánh lả về cái lưng thì nó chuẩn cành anh chị. Tuy nhiên thì cái cành này nó hơi ngang, mình lưỡng lự nè. Còn nếu mình xài cái cành này thì mình sẽ đánh quai nhạo nó rất là đẹp. Nếu mình chơi cái cành này thì anh chị sẽ cắt như thế nào, anh chị sẽ cắt xéo như vậy ha, để anh chị sau này anh ghép cái bo trên này mình nâng lên xíu để mình đánh quai nhạo được. Còn nếu cái cành này anh chị lấy thì anh chị sẽ cắt xéo ngược về, để anh chị lấy cái xương một trên đây và cái ngọn dẫn ở đây thì nó sẽ sau này nó đẹp anh chị ha. Thì sau khi mình nghiên cứu á, thì mình xác định được mình lấy chuẩn cành luôn 1, 2, 3. Còn nếu anh chị lấy đây là cành 1 thì có thể anh chị sẽ lấy đây là cành 2. Thì cành 3 anh chị sẽ cắt nối nhịp trên đây để anh chị lấy cành 3 trên đây, thì chị lấy được cành 1, cành 2. Bây giờ trước tiên mình sẽ cắt ở trên đây trước để cho nó, anh chị mình lưu ý anh chị ha. Ví dụ như anh chị dự định cắt ngay đây thì anh chị cắt trừ hao đâu trên đây, lỡ như nó nặng quá hay gì đó thì nó có tét da thì nó cũng còn được. Còn nếu anh chị cắt chuẩn trong lúc cắt, mình cắt cái cây nó bị lệch như thế nào đó thì nó sẽ bị hư, thì anh chị không có nối lại được ha. Cho nên những cái cây mà chuẩn á thì anh chị cố gắng ha, làm cho kỹ xíu ha.
Rồi như vậy là mình đã cắt xong chị ha. Cây này lúc nãy lúc mình cắt mấy cành này thì mình quên bấm máy cho nên bỏ qua một công đoạn, anh chị thông cảm nha. Rồi khi đã cắt xong ha. Cái này hoành eo ngay đây là 46 hoành. Chị thấy cái mình dài nè. Sau này thành phẩm thì nó sẽ ra một cây đẹp ha. Cành 1. Cành phong và cành 3 anh chị ha. Và sau này mình sẽ dẫn nối ngọn ở đây để lắc qua đây lấy cành 4 và lên cây này, sau này sẽ ra 6 cành và cái nóc của anh chị ha. Khi mà thành phẩm á. Rất là nét cây ha. Giờ mình quay sơ lược về cái cắt một số cây ha. Và cái cây lớn chia sẻ anh chị xem tham khảo ha. Mình xin phép được kết thúc video tại đây. Cô chú anh chị xem kênh thấy hay thì cho mình một like và đăng ký kênh ủng hộ mình ha. Để mình có động lực mình làm những cái video tiếp theo chia sẻ anh chị ha. Rồi xin chào cô chú anh chị nha.